Ôi chị. Hả? Con Ngọc sướng nhở, nó được đi Paris này. Chị ơi, giờ em thèm đi Paris quá à. Xích, nghèo mà hay ước mơ xa vời quá à. Giờ mà được chụp cùng tháp Eiffel hay bảo tàng Louvre thì em mãn nguyện. À, nếu mà chụp ảnh đơn giản thì tới ông Huy Quần Hoa đi. Ủa, vậy à chị? Tới đó ổng cho mình tiền đi hả? Đâu có đâu, ổng là chuyên gia Photoshop ở Việt Nam mình. Từ đó em muốn đi Paris hay ở đâu đều được hết. Vậy hả? Mà em sợ chỉnh ảnh không thật á. Em yên tâm, ổng chỉnh siêu thật luôn. Ủa vậy hả? Vậy giờ hai chị mình cùng đi nhá. Đi, tiện thể tao chỉnh lại cái hình phòng bà nội tao cho nó mới luôn. Chào anh Huy. Ồ, chào hai người đẹp, nay đi đâu đây? Em dắt con em qua chỉnh tấm ảnh đi Paris. Nó muốn đi quá mà không có tiền. À, thế thì đơn giản, bên anh chuyên làm cái đấy mà. Dạ em biết mà, tiện em qua chỉnh tấm ảnh bà nội em luôn. À, được rồi, ok. Nói chung là bên anh là đầy đủ các dịch vụ về ảnh, thấy không? À, ghép ảnh đi du lịch này, ghép ảnh cùng người nổi tiếng này, ghép ảnh cùng trai xinh gái đẹp này, ảnh concept này, ảnh cưới này, nói chung tất tần tật. Cứ gì mà có nhu cầu về ảnh là lại đây. Thì em mới tới đây đó. À, em làm trước hả? Dạ. Mời em ngồi. Em xinh quá nha. Thế bây giờ em muốn đi Paris hả? À. Trước Hiền. À rồi anh cảm ơn. Paris đúng không? Dạ. À, anh làm trước cho em nhé. Dạ. Đẹp chưa? Ui, đẹp quá anh. À, chứ như sao? Thật luôn á. Có gì đâu mà, nghề của anh mà. Thế giờ anh chỉnh cho em đi bảo tàng Louvre luôn nha. Bảo tàng Louvre hả? Dạ. Bảo tàng Louvre là ở Pháp luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ, à, được chứ. À. À, à rồi. À, à rồi. À, được rồi. Bảo tàng Louvre đúng không? Đấy đúng chưa? Đẹp quá. Chứ sao? À, có gì đâu mà cái nghề của anh. À, thế xong rồi đúng không? À, thế đến em làm phục hồi hả? Dạ, anh làm cho em với. À, đây hả? Dạ. Tấm này hơi cũ đấy. Thế phục hồi luôn hả? Dạ. À, thế tí nhớ nha. Biết rồi. À, rồi rồi, ok em làm nha. Đẹp chưa? Đẹp quá, em cảm ơn anh nhé. À, có gì đâu. Vậy em đi về đi ạ. Ờ, à, mà này, oanh, lại đây. Dạ. Lại đây, anh bảo. Em nhớ mà. À, mà lần sau ấy, hai đứa ghép ảnh thì không cần phải tới nơi đâu. Thấy không? Ở nhà gửi ảnh qua cho anh ghép được. Ủa, vậy hả anh? Ừ, em chỉ cần bấm vào đó là ghép ảnh.vn nhá, bấm vào cái trang ghép ảnh.vn, đó là cái trang của anh, là ra. Dạ. Nhá. Ờ, dạ. Đấy thì nó sẽ có cách để cho em có thể liên hệ với anh để anh ghép, không cần phải tới đây. Vậy nhá. Quá. Khi nào em sẽ liên hệ cho anh liền. Ờ, à, ok, thế cảm ơn hai người đẹp nha. Dạ, bye bye anh. Ờ. Rồi nhà về nhá.